Chào mọi người đến với kênh Lê Đăng Khánh của mình. Hôm nay mình sẽ review cá sấu nướng. Con này mấy cân rồi? Cho tay vào. Làm sao chúng mày căng cái dây thép kia kìa? Thầy ơi, con sấu trong đây rồi. Sắc lắm. Mấy kia câu được chưa? Được che chưa? Mày đăng. Từ đâu? Khó lắm chưa? À, bọn kia nha, vào chỗ bạn chơi nha. Để. Nào, xỏ từ đây đã. Rửa nhà bên cạnh. Đặt ở kia. Ừ, vào. Đâu rồi, xỏ một đoạn đi nào. Từ rửa đã. Rửa khỏe. Rửa cái gì? Răng sắc thật. Sắc lắm. Răng cá sấu. Nướng à? Vâng ạ. Đâu rồi? Cái nệt. Ơi, cuốn vào mồm háo ra, háo mồm ra, đừng quan trọng vừa quên. Lấy cái đầu dưới này đi. Mồm ra. Ngược lên, toàn anh ngược lên. Đấy, ngược như thế. Sắc thật. Nào Tuấn Anh. Sắc nhỉ? Làm gì? Sao lại thế? Phải mở mồm ra. Làm gì? Hai cái luôn à? Một cái chiếc. Sắc thiếu. Cứ lượn đi lượn. Lấy con nào con chân là con đường. Anh giấu không? Không cần đâu. Không cái cói à? Quên cái phòng thầy đi. Ngồi trên kia làm sao? Lấy cao được Tuấn Anh à? Con này to hơn mà. Đâu rồi, một cây nữa đâu. Tuấn đây con, Tuấn đây. Đấy, cuốn chặt vào. Xin chào Tuấn em. Nào, thoa đi nào rồi. Một cây hình như là Hà Dũng cảm thấy đi. Không cần đâu. Thôi mang về đây. Tuấn lên nè. Quẩy. Tôi không sao, Mọi người giữ đây. Không chuyên nghiệp gì cả. Không sao. Kia quay kiểu kia lại. Lực xịn mạnh quá, kéo cả đây, cắn cho cây luôn rồi. Lực xịn 8 mũi có khác. Nè. Học đây. Đây, còn con nữa đây. Tội lặng lắm, nào. Từ nhà xong nha. Xong bên này đã xong. Ở đây có 30 sinh mạng rồi đấy. Làm gì? Mỗi người một phát đấm là. Là đi luôn. Đi luôn. Ờ nhờ một phát tí con đầu này. Ôi, Suốt thôi, gần đánh 3 cái là đứt rồi. Chưa được chưa? Đâu cần đâu. Đấm thì 30 cái chắc đứt nhưng mà suốt này. 3 cái nữa. Sút cho không cần được phát nào. Ok, oanh ra chưa? Sút rồi. Về chưa kịp canh nhà cũng chưa. Còn một anh. Em làm rơi con cá sấu và từ đó em bị sút. Không trượt phát nào. Em này nhá. Kiểm là há mồm ra thì chất nhỉ. Tuấn Anh giả vào làm rơi cá sấu. Các bạn sút chẳng trượt con nào. Đây, vòng của anh. Học bó cùng với em. Rồi, bạn sút em không trượt con nào. Buộc lên đây đi. Không rơi đâu. Không. Nước để cho anh xin. Quặn. Đây là có cái bình nước nào Tuấn vừa mang ra đây. Mình chọc vào đây luôn. Không chơi nhau cùng với à? Buộc cho chắc vào đây. Ok, này chặt ngắn hết à? Và con này lại to hơn em. Anh không tóc này. Con bên này to hơn đấy. Đã rồi. Sợ gì không thả ra được nhỉ? Yên tâm thả được. Ăn luôn trên cái tre được. Sắc thật. Ừ, nhưng mà tí nữa. Xẻo cái này luôn nhỉ. Như này lấy tay xé luôn. Như thế này bóc ra luôn. Đây là anh. Ê. Anh nhường cho em cũng rồi. Ok. Rồi, chuyển lên ra. Cho con này lên đốt đi. À, vác, bây giờ kiểu vác. Chưa, tí nữa. Tí nữa, hai con. Lên hai con này. Sao mũi, sao mũi. Sao mũi. Đặt luôn vào. Giữ nha. Một đứa ra đây giữ cho chắc nào. Một đứa ra đây giữ cho an toàn này. Không mà rời ra thì. Các bạn có thể đứng dịch ra được không? Máy quay đang quay. Cái này sướng nhất Việt Nam đấy. Có cái bộ dây thép đâu? Dây thép đâu? Dây thép đâu? Cứ bảo buộc đi rồi không thấy dây thép đâu. Con này xong chưa? Con này xong rồi ạ. Đang nằm chơi đấy, còn đang phơi nắng đấy. Lấy con dao kìa. Tối về Dũng ngâm cá sấu cắn mình kìa. Ê, đang để cái này nó mở mồm nó cắn đâu. Má. Trời. Đang để này nó mở mồm nó cắn đâu. Kê một cái con đá ấy chứ. Ê.
Nó mà cắn vắt là đi luôn thế, tay chuyên nghiệp rồi. Đây này. Mắt mẹ. Đi dậy. Em ơi. Em có ghét không này? Sao lại nhỉ? Xấu đâu. U đâu rồi? Anh làm gì để em ghét? U đâu rồi? Anh thả ra phát là chỉ có chết thôi. Ơ, nào, anh em chơi trò há mồm ra, ấn ấn ra cả dấu rồi. Chơi không? Đi thủng tay. Ấn ấn ra cả dấu ấy, biết trò này không? Biết rồi, nhưng mà thủng tay đấy, răng nó nhỏ lắm. Dài quá, dài quá. Thả ra xem có đứt dây không? Sắp biết ngay. Được chưa? Khó mà đứt được, chẳng đứt được đâu. Đấy, bún đi. Đúng sao rồi? Bún khá hơi nọ. Nọ, nọ. Phá hơi nọ. Dùng dây thì... Gì? Dây mặc, dây bên kia mà... Ừ, nhiều thịt nhỉ. Cắn tóc bác nhỉ? Xong cắt bớt đi. Đuôi, đuôi về đầu là chỗ nhiều thịt nhất. Thôi vậy. Cho nó vào nó quần ướp. Thế. Thân nó không nhiều thịt. Sao không để lại đẹp ra để mình bán? Bán ơi, toàn với chờ Hà Dũng đâu? Thì ra người ta bán thịt dạ. Em. Bổ làm cho thầy được chọc thành cái quê này, này. Nhìn chân như đùi gà ấy nhỉ? Ô chân con này làm sao đây hạch à? Cắt đôi ra thành... Ừ. Hai đấy là sợi cu ở đấy không dài. Nói vậy bà, em đang đứng này nhá. Mình đang nên sóng ấy. Ngân lên này. Mình đang lên sóng. Hãy chị lên ngân đấy. Quay lên chuyện đi. Có chân kiểu gì đấy? Kẹp luôn vào đây à? Kẹp luôn vào đây. Cái này cứ cho vào. Sao anh à? Không có anh đâu. Chụp cho em kiểu nào. Trần Dung ơi. Ui, đuôi. Phải chụp hậu phát nào. Đây, không có sống lên được. Lấy điện thoại đi. Lột ra. Đấy, thì lột ra. Anh em, vác ra kia chụp ảnh. Đây. Cả xấu vừa bắt dưới này đâu. Đầm lầy. Đầm lầy. Không bị ảnh hưởng gì trên màn hình. Đầm lầy. Đầm lầy. Ôi, anh em vác nào. Em ơi, 30 con người đang sát theo dõi. Em làm rơi con cá sấu. Bạn bè em đấm em không trượt qua nào. Rút em không trượt qua nào. Sói ăn quá. Cái thằng mà nó cho đây nó nhìn khá bảnh. Sao đấy là khá bảnh mà. Cá xích dao. Đúng rồi. Bảnh ở đây. Xích dao. Đúng rồi. Xích dao. Nếu đấu sớm. Được. Nhưng mà đấy là thằng đấy thằng bảnh. Nào, ôn đi. Nó đốt cho mình. Ừ, thì đọc lại con mừng kêu kêu. Thằng cá bảnh nó phát live chị. Anh Bảnh ơi, cắt tầm anh về nhà bữa em đấm anh không chịu phát nào. Không có chữ về nhà đâu ạ. Đang nào, bật xuống. Chưa về nhà bố đâu các bạn, anh em rồi. Ok, chụp đi. Em cắt tóc đúng anh. Bố em đấm em không trượt phát nào. Xong nó nói ngọng nữa. Không nói không. Ui, lọ lùng bình phát lông kéo trong kiểu luôn. Nào. Nó nung bình nó nung nốc quan cứ đọc. Ok. Cháy máy ơi. Cái gì cơ Hùng? Quan ăn cho anh không? Không. Anh có biết là anh đã từng ăn được không? Tí nữa đoạn này còn gác đi. Ha ha ha, à, cái hoa ban đúng không? Không. Mang con dao vào đây đi. Hoa ban. Đây là cây ban, cây hoa ban. Hoa ban, cây ban. Cho đi nào. Đấy, đừng chặt tay vào tay nhau giờ. Chặt đầu kia. Ui ơi. Mẹ. Ổn chưa? Rồi đây. Tí nó còn quát thịt vào cơ nhá. Ờ thế thì không buộc chặt là tí nó còn quát thịt vào. Kéo vào. Chặt rồi mà. Chặt lắm rồi. Con này chặt hơn này. Thì ai buộc? Làm thế nào? Nhìn trướng nhỉ? Buộc nó phải khác bọt. Coi sáu muối mới tội hơi xe. Vâng. Lúc đấy tí nữa xay cả xe điện à? Em Thảo đèo... Lại xay ngay! Lại đèo đâu mà biết! Lộ quá! Chờ, thôi anh nhờ! Anh có trong này chơi với Thảo, đợi tí nhá!
Chơi với Thảo luôn. Thật luôn. Chơi với Thảo. Ơ thì có phải ai mà không chơi với Thảo đâu. Không mở được. Hùng bị ngao cho. Rồi chặt thật đấy, nhà nhìn. Hùng nghe được câu là chơi Thảo. Có mấy bước của anh em. Đó ở trên đầu. Kiếm nó ở đấy luôn nhỉ. Không thịt nào cứ lợn lầy. Không, dai là ăn là không ăn được đâu. Lợn lầy có gì ra nữa này. Đây chưa? Bọn lớn xong rồi lại đi lướng thịt lợn nhá. Nhiệm vụ lớn thịt lợn là một con gà sấu. Thầy với ba phụ huynh chỉ một con thôi. Đây là trải nghiệm chúng mày phải làm. 30 học sinh một con gà sấu, ba phụ huynh một con gà sấu. Có gì sai, có gì sai sai. Thì nó chỉ ăn đầu thôi mà. Tí chia nhau mỗi người một cái răng mang về kỷ niệm. Có răng không anh? Có. Đây đây, con này trước đi, con này xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Ra đi trên này phát rồi. Con to vào đi. Ngắn quá. Ngắn không? Ngắn ạ. Quả. Cây sao ấy còn làm cân. Thế là vừa còn gì? Không, cây kia không, ngắn. Cây này ngắn, cây kia thì phải đóng ạ. Ôi, thế thì phải hai cái ấy rồi. Vừa sợ cao quá không nhỉ? Sợ cao quá. Cây phải quay quay con cá sấu sống nhỉ? Cao. Chứ mê. Dùng cái lông xuống. Cao cũng chứ mê đâu. Đấy. Em thì đang cao. Có không anh ơi nói mà. Tu dần. Tu dần. Bên kia sao ra đi. 10 phân nữa. Dâng lên thầy ạ. Kìa kìa kìa, dâng lên thầy ạ. Con gà sáu này rơi khoảng 14-15 cân. Thôi. Thôi ông ơi. Thôi thôi. Xoay cái lưng nó vào, xoay cái lưng nó vào. Đấy. Thấy chưa? Đấy, cái tủ sướng này nó nặng. Nó nặng, không phải cho. Cho gần gần một tí. Ngược bên à? Có lửa. Không, nhưng mà cháu đứng đây, cháu còn thử. Ui, đây là lửa cao, có thể chả. To phết từ từ bé thôi, không to đâu. To phết từ từ thôi bé. Đâu chưa? Cầm cầm cái đây đây đây. Wow. Đây đây. Con rắn này đến lúc nó chết rồi nó vẫn cứ nó rỏ máu rồi. Đây đây đây. Cầm đuôi được mà. Ôi, nhiều máu á. Này mang đây, mang đây. Eo ơi, bỏ cái đầu nó ra đi. Rắn nó cắn được đây. Con đầu nó vẫn cắn. Con đầu vẫn cắn được. Nướng rắn anh em ơi, thịt rắn ấy. Đây là lúc đang lướng cá sấu gần sắp chín rồi. Xoay cả cái đấy nhá. Xoay cái này xoay, xoay xoay cá sấu này. Xoay xoay cá sấu này. Như này này cái đầu nướng cái này nhưng mà chưa kịp đấy. Quay đầu chưa 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 trườn quá là thôi. Ôi chạy theo luôn. Nướng luôn. Cho vào sẻng ra đây đi. Đâu? Em để trong cá sấu nướng và rắn nướng. Cá sấu là gần được. Anh em ơi. Bây giờ hiện tại giờ là cá sấu đã chín và mùi rất thơm. Nói chung là nó chín rồi. Anh em ơi. Tại bây giờ cá sấu đã chín và công đoạn là vác cá sấu đi Tùng Hùng hai cầm hai tay hai cái. Anh cầm đầu làm cái.
anh Hùng cầm đầu này nó đi. Thầy bác lên này. Đấy. Không. Thầy bác bên này. Cầm lên, cầm lên. Thôi thế thì thầy cầm nốt lên thì gấp mà. Thầy cầm đi, cầm đi. Đây. Giờ đã xong. Đưa lên để cho đấy, các chiến hữu. Đây, tao đang chịu uống. Tao đang à. Chạy, chạy, chạy. 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 Chạy lên nhá. Mẹ ông chơi mà anh. Thầy bảo vác lên. Ôi, Tuấn Anh, Tuấn Anh. Tuấn Anh đây, Tuấn Anh hai tay hai súng này. Quyền lắm thế. Mất rồi, mất rồi, chảy rồi. Con đâu, con đâu. Từ, cho mà nó để lên đất xuống. Con gì ạ? Đứng ra đằng này đã, đứng ra trong này cho mỡ nó khỏi ra đấy này. Sao lại không bổ dấu dài thảo cá ở đây? Ôi cái đuôi giòn rồi. Tranh thủ nhỉ. Mày. Tập đi ngay à. Đang lấy lại chuối đâu bạn. Anh em mình này đi nhỉ. Lợn ngon hơn sao vậy bạn? Là ai gì à? Cửa đi ạ. Cái quấn chưa? Cho em cái kia, cho em cái kia. Đi sao mà cứ đi nào anh. Sao anh vô cái cái đồng đồng cái thì bị à? Thì cá xấu. Nhọn lắm, nhọn. Rửa tay chưa? Bẻ bẻ đi, bẻ đi, bẻ đi. Bẻ thì đừng thả, đừng thả. Là từ từ nha, để anh chụp kiểu ảnh. Không bẻ được luôn. Đóng đây. Phải rút tay này. Bây giờ hỏi con cá sấu này xem răng nó với răng mình. Ơi. Đau phết này ạ. Cũng là lưng trắng đấy. Cậy cái này ra đi. Cứ chúng anh ơi, cậy cái này ra đi em. Hiện tại bây giờ là đến công đoạn là tháo cá sấu để cái chúng ạ, chúng chúng lên luôn. Đi đâu quấn đấy. Chúng gọn dây vào. Chúng dây thép. Chúng dây thép vào. Đấy, quấn nó gọn vào. Nó vắt qua thế, cứ thế. Ba mâm. Thì đã bốn này chó mày mình vào một thằng ngồi trên kia thôi. Thôi lão đại ngồi trên kia thôi. Lâm này. Chia đều ba mâm cho con dưới này nhá. Lâm. Lấy xôi trước ra đi rồi mấy đứa này này. Thế nhưng mà cá sấu hơi nhạt thì ạ. Có nước chấm cơ mà. À này, nước chấm có 4 loại nha. 1 loại, 1 loại, 1 ba đi ạ. Xong rồi rác là giấy để cho nó đuống. Xong rồi, chia đồ ạ. Xong rồi, chia đồ ạ. Bắt đầu chuẩn bị này. Chưa. Đúng đây, gọi lại, đúng đây. Lấy ra. Ôi đừng. Chỗ nằm xuống. Ui phải hết ra người chị nhặt gì nữa. Quá tuyệt vời. Rồi rồi. Wow, ngon thế. Úp xuống. Quá ổn đấy nhỉ. Đây úp là xuống. Rửa. Quá ngon. Đấy cho luôn luôn. Cho đầu vào đây đi. Đào làm đầu gãy rồi cho luôn vào đây đi. Chứ kéo hết rồi đi. Đây vào đây. Ui đừng thôi. Hạ nó xuống. Mọi người rửa hết tay chưa nhở? Rồi ạ. Còn mỗi chân chưa rửa thôi. Nghe mà say. Sợ nhỉ. Sát vào. Cái này mà say nhỉ? Mét đấy. Mày đánh đánh được không? Nó nói phản nam. Đấy. Bên ngoài nó săn như đứng thẳng. Còn ba mâm thôi. Ờ, bên trong mình. Đấy, không thể nói như thế được. Lên kia kìa, lên mâm kìa. Nghe người trên kia. Em có mâm, cái tiền của ghế mâm. Nghe nhìn các lấy cái hộp xuống nào được gửi ra này. Để nó chặn thành hai cái lá chuối đi. Túm lại cho cái ơi, cho cái túm gọn dây vào, túm dây vào xong bắt qua cho dây vào. Thế cuốn dây vào, thế. Túm hết ạ. Nhiệt đâu đi, nhiệt đâu chặn thành hai lá chuối. Em giả vờ thôi, xem có ai phát hiện không. Giả vờ không biết tháo là cái kết à. Đừng có thể có thử. Thái không? Cầm lá chuối. Có gì kìa? Ăn luôn.
Tí cho Dũng mút dây thép nè. Đuôi đâu ấy? Có xong chưa? Chặt cái này thấy ơi, Dũng đuôi rồi. Đuôi thấy. Làm gì thì thái. Đuôi cong rồi đây. Ở nhà con thái thịt thì chặt. Chân này. Như đài không? Trong cái gì không biết. Rồi bỏ treo vào đi. Bây giờ nhá. Mẹ. Mẹ em tên là Mai. Cô lại đi, cô lại đi. Cô lại cả sáu. Mình tay mày đang có ấy rồi. Nghe thỉnh ra. Con gì đấy? Rồi. Chắc cái con dài dài này. Ăn ít thôi. Quế làm dày ra đi, ngồi hạt áo. Cứ khớn. Món tráng miệng, ngồi rớt hết. Ừ, từ từ. Khứa, lấy thớt. Lấy thớt, lấy thớt. Thớt này, cho ra đi, xay chia đều đi. Bỏ thịt ra đi để lấy thớt nào. Ờ, bỏ thịt ra đi để anh bốc 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 thịt ra đây. Bên kia có nước chấm đúng không? Để ăn. Ừ, đấy, chia đều ba. Bốn, mâm bên này nữa này. Còn bên kia. Dưới kia vẫn còn xiên thịt ăn nướng. Anh Hùng ơi, cho ra đây. Mâm bên kia. Cho quê kia gọi vào để tí tí nha. À rồi 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 đúng rồi. Cứ cho vào đổ luôn vào cái chỗ là chuối. Đổ luôn vào lá chuối đi. Đấy gạt vào đấy. Để làm cái để mang không kia. Bốc ra vào đấy đấy. Đưa thôi đây. Lấy thêm bát đi nhỉ. Đấy đặt. Em sang này đi. Đây bên này này, bên này có một mâm kia. À kia kìa. Cho rau sang bên mâm bên mâm mâm. Đấy cứ thả đấy, cứ chặt đi bên ngoài. Bên ngoài. Ui, thịt nát mất đấy. Thế ơi, cái con dao cắt kia cầm đi. Cắt làm hai. Con rắn này không thích chuột. Tí hết ruột. Được không? Chặt được không? Hơi khó. Tóc gì đến chỗ to này chặt được nhỏ nhọn nhỉ. Chặt nửa đôi dọc quần tay to. Hay là xuống đây mình đựng để chiếu. Để trong đâu cái này nó chi. Anh em ngồi trên đây. Nó cứ bị kênh kênh chú, cháu sợ chặt nó nát ý. Đây nhá. Đây đây đây. Cắt cái này. Để đâu? Thầy nhìn này. Con ngực cái con trai đẩy từ đây xuống này. Xương này. Ở đó ông đền nhảy vậy. Đúng xương. Ờ chị biết rồi nhưng chuối cứ để này. Này. Chuối. Cái ở xương cái này tập cái này. Chị đứng tầm mới tạ. Chị đứng biết. Bây giờ tập cái này. Thịt trắng bắp. Cháu nghĩ chả phải chắc chả phải chặt đâu, cứ cầm tay mà xé chú ạ. Rồi, xé được không chặt chặt 3-4 anh ạ. Chặt tầm 3-4 con cá sấu ra. Chặt dài ra cho thịt nó tự xé nhau. Ý là chặt khúc. Để mình nhập nhặt khúc. Vâng. Còn lại một nhá. Sao một con cá sấu bay đầu. Anh bấm một phát mạnh như thế nào? Đây. Là thì mạnh tay như nào? Đau nó. Đau thầy ạ. con cá sấu nó biết đau thầy. Đau nó phết đấy. Vâng. Tội. Xương xiếc thì để vào tối nấu cháo. Wow. Chia đều ra ba mâm. Bên kia con kia bấm nút. Nào bánh mì này. Bọn này cứ đứng không phải làm gì cũng chia ra. Nó làm ơn biết tuổi người bây giờ không. Dạ dạ dạ. Không có đấy. Đấy. Ôi. Đi ra cú. Anh làm phát một mạnh vào. Này Nghĩa ơi. Này đi. Chặt đi ạ. À? Anh biết thằng rùa, trật tự đi. Ai bên kia đuổi rùa đó. Đây, chuyển qua đây luôn này. Trật tự đi. Ba mâm cơ mà. Con rùa chưa hẳn. Đi kìa, ngoài dãy kìa. Ba mâm cơ mà, con xong ngồi hết được. Ba mâm đây mà. Anh hả mấy? Này tay như gì? Cái lông này cái này rau bên này có rồi.
Ủa, buổi chiều ngon miệng. Rồi vỗ tay. Vì chúc mình câu lạc bộ mình nhá. Ôi, view đi đúng không? Cái này. Cái này. Đâu, ok. Sau đây mình sẽ thử ăn miếng cá sấu. Mùi này cứ nhanh rồi. Đây là món bánh mì kẹp cái gì ạ? Thịt cá sấu là đầu tiên mình ăn. Ây da. Ăn được. Bánh mì kẹp cá sấu. Sau đây mình sẽ review món bánh mì kẹp cá sấu. Đây. Đây của mình đây, của mình đây. Của mình đây, thằng này cái này. Bỏ ra. Đây là trong này có đầu tiên là kim chi. Tiếp theo là thịt cá sấu. Thịt cá sấu ấy. Của mình có thêm là tí tô đấy nhá các cậu nha. Sau và một ít lá xà lách. Các cậu ít lá. Ở đây là đây. Các cậu đang nghe bánh mì kẹp lá dừa ăn nhầm quả dừa bao giờ chưa nhỉ? Cái lá này là gì? Lá gì? Lá này là rau gì? Rau gì ấy? Rau muối. Rau muối. Quỷ qua. Còn đâu review? Một ít rau mùi này, một ít cà rốt, một ít cái trắng trắng này là cái gì ấy? Bãi trưởng review ông tự. Cái này cái gì? Biết sao được. Xoài. Chuối. Chuối á? Ừ. Ôi, nạ nhỉ. Một ít lá tía tô của thằng áo để im nữa. Một ít lá tía tô. Câu này không? Thằng này. Đấy, cho tất cả vào. Chấm. Đây là nước chấm ảnh. Đây là nước chấm. Làm từ sốt gì không biết. Cứ chấm đã. Rồi ăn đi xem nào. Ăn thử. Tẩm quá đấy. Tập trung ăn thịt đi nha, đừng để ý thịt nha. Ăn đi xem nào. Các bạn xem này. Em sợ không đủ đấy. Các bạn biết là dù không ngon hay ngon là mình cũng khen ngon rồi đấy. Biểu cảm ghê đấy. Sung phải là sung muối mới ngon. Giống như ở Trần Thế làm ấy. Cảm giác lần đầu tiên ăn thịt cá sấu ngon cực luôn ấy. Hề luôn. Im mồm đi Hùng ơi. Bánh mì kẹp cá sấu này á. Ăn cá sấu lần đầu tiên cảm giác nó khác biệt cực. Đúng rồi. Chẳng thấy vị cá sấu đâu cả. Khác biệt bánh mì. Lần đầu tiên ăn cá sấu thì nó thế. Nhưng mà lần đầu tiên cá sấu thì nó sẽ khác hiểu không? Đây là cá sấu. Ta thấy vị trong 12 phút qua rồi không? Ok.